mà anh chị sẽ thấy một số sản phẩm của Nu Skin được bày bán trên eBay hoặc là Amazon.com hoặc là một vài cái hình thức khác ở trên online đó. Và đó là những cái hiện tượng xé rào, vi phạm luật. Thành ra công ty sẽ có những cái biện pháp cho những cái người làm như vậy, ngay cả Craigslist hay là một vài cái hình thức khác nếu mà người ta bán phải với cái hình thức là phá giá đó. Và mấy anh chị cũng biết là mình nên tránh trường hợp như vậy. Và chắc chắn mấy anh chị là khi mà nếu mấy anh chị mua đó, nếu mấy anh chị quan tâm là khách hàng của mình có thể không mua hàng của mình và mua hàng ở trên eBay đó, thì mấy anh chị giải thích là hàng eBay chắc chắn cái vấn đề guarantee nó không có. Chắc chắn là mình không biết là sản phẩm nó thật hay giả, hay là người ta chỉ mời gọi ở trên eBay hay là Amazon để người ta tìm cách approach mình thôi. Thành ra, và nếu mà người khách hàng của mình cương quyết là người ta muốn mua hàng eBay đó mấy anh chị, và người ta không muốn mua mấy anh chị đó của hàng của mấy anh chị đó, thì mình nghĩ mấy anh chị cũng không nên nói nhiều. Vì nếu mà người ta cốt đi tìm mua cái hàng rẻ và người ta bất chấp những cái bất lợi khác, có thể những cái may rủi khác có thể xảy ra đó, thì mình nghĩ mấy anh chị cũng nên không tha thiết với người khách đó làm gì. Nhưng mà một lần nữa mình cũng xin nhấn mạnh lại đó là tất cả những hình thức bất hợp pháp, và công ty sẽ có biện pháp với những người như vậy.